Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình nhé. Thì trong cái video này, mình sẽ cùng với các bạn đổi cái tên của Facebook này. Như các bạn nhìn trên màn hình của cái trang cá nhân này, nó đang bị lộn, tức là cái tên Facebook là Anh Nguyễn Văn. Thì bây giờ mình muốn chuyển thành Nguyễn Văn Anh. Thì mình sẽ khoan mình sẽ làm. Bây giờ mình sẽ giải thích tại sao mà nó lại hiện như này. Thì do là cái người nước ngoài, người ta sẽ thường là đặt tên trước, họ sau. Thế nên khi chúng ta tạo tài khoản Facebook, chúng ta điền họ tên, thì mặc định Facebook nó sẽ cho tên trước và họ sau. Thế bây giờ mình sẽ đi vào thay đổi nhé. Mình cũng sẽ không thay đổi là họ tên gì, mà mình sẽ vào trong đó và sẽ có cái tùy chọn để mình chọn cái tên theo cái cách mà mình ưng ý. Mình sẽ không dài dòng nữa nè. Các bạn sẽ vào cái ba gạch ở phía trên tay phải này. Tiếp đó là các bạn sẽ vào cái mục cài đặt và quyền riêng tư. Rồi mình sẽ vào cái mục là cài đặt này. Mình sẽ vào cái mục ở cái mục tài khoản cài đặt tài khoản này, mình sẽ vào cái thông tin cá nhân. Tiếp theo đó là mình sẽ chọn vào cái mục tên này. Thì ở đây mình lúc mình cài cái Facebook thì mình ghi là họ là Nguyễn Văn, tên là Anh. Thì mình cũng sẽ không thay đổi, mình sẽ không thay đổi gì nhá. Các bạn chỉ việc kích một cái rất đơn giản là xem lại thông tin này, là xem lại thay đổi. Đó, các bạn nhìn thấy ở chỗ này nó sẽ có tùy chọn đây, xem trước tên mới của bạn. Ở đây thì mình sẽ có cái mục là chọn cái tên ưng ý của mình rồi. Và đương nhiên cái kết quả mà mình muốn đó là Nguyễn Văn Anh. Rồi, cái việc tiếp theo là mình sẽ lưu thay đổi thôi. À, mình cần phải điền cái mật khẩu của cái Facebook này vào nhé. Các bạn chờ mình một tí, mình sẽ điền cái mật khẩu này vào. Ok, thì giờ mình sẽ điền cái mật khẩu Facebook của mình vào nhé. Thì cái mục này mình sẽ che, xin phép mình sẽ được che cái mật khẩu của mình. Ok rồi, mình đã điền xong mật khẩu. Giờ bây giờ mình cái việc cuối cùng mình sẽ bấm vào là lưu thay đổi nhé. Đây, các bạn nhìn thấy đây là đã là Nguyễn Văn Anh rồi. Và để cho chắc chắn mình sẽ quay ra cái trang cá nhân nhé, để mình xem cái kết quả ra sao. Mình sẽ back hết lại này. Và bây giờ mình sẽ chọn ra cái trang cá nhân này. Mình sẽ load lại nhé. Rồi, được rồi. Mình kéo xuống và mình nốt lại và cái kết quả nó đã được như mình ưng ý rồi. Nguyễn Văn Anh. Thì nhiên rồi, nếu các bạn thấy cái video này mình hữu ích, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những chia sẻ tiếp theo của mình. Và bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.